Lũ. Dì Bảy. Bận gì mà ngồi cười mình vậy con? Đâu có đâu. Ủa không bị sốt mà. Con đâu có bị sốt bị bệnh gì đâu dì Bảy. Không có bị gì. Sao ngồi cười mình như thằng khùng vậy? Con đâu có khùng đâu. Tại con nhớ là cái chuyện mà Bình băng bó vết thương cho con. Xong rồi con vui con cười thôi hả? Em Bình băng vết thương cho con, cái con vui rồi con cười vậy đó hả? Dạ. Trời, không những băng bó vết thương không đâu, mà Bình còn rửa vết thương cho con nữa. Mà lạ lắm nha, tay của Bình hả, mịn và mát lắm kìa. Vết thương sâu như vậy á, mà rửa vết thương cho con không có cảm giác bị đau, bị rát gì hết. Mà còn bị phê nữa. Cái thằng, coi cái mặt của con kìa. Mặt con làm sao? Cái mặt thấy nó ngu ngu chứ làm sao. Ngu gì mà ngu. Mà nè, dì Bảy hỏi thiệt, có phải con thích con Bình rồi phải không? Đúng không? Cười cái gì mà cười. Dì Bảy, dì Bảy hỏi kỳ quá à. Cái gì mà kỳ? Bảy không trả lời, dì cũng biết hết rồi. Bảy biết gì biết? Biết là con mê con Bình tới lú luôn, đúng không? Tại Bình vừa đẹp mà còn lại là người tốt nữa, ai mà không thích. Dì Bảy. Con hỏi dì Bảy làm ở đây đó giờ lâu rồi á. Dì Bảy có thấy ai người ở mà yêu nhau được cưới nhau chưa? Dì chưa thấy. Nhưng mà lũ nè, dì dặn con